hé lộ sự thật về giống gạo Việt Nam đổi được tên lửa của Triều Tiên. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị và các bạn một ngày tràn ngập niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, nhìn từ bên ngoài, nhiều người có ấn tượng rằng Triều Tiên là một quốc gia nghèo đói tách biệt với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, trong các cuộc duyệt binh và bắn thử tên lửa, nước này liên tục có màn phô diễn sức mạnh quân sự ấn tượng với hàng loạt vũ khí mới. Bất chấp hàng thập kỷ bị cô lập về kinh tế và ngoại giao, làm thế nào mà Triều Tiên vẫn đủ sức theo đuổi chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân tốn kém là câu hỏi mà các nhà quan sát chưa thể giải thích rõ ràng. Nhiều chuyên gia cho rằng, để tài trợ cho quân sự, Triều Tiên không chỉ bán nguồn tài nguyên dồi dào trong nước mà còn bí mật tham gia các hoạt động giao dịch thương mại quốc tế, bất chấp các lệnh trừng phạt. Việt Nam cũng từng nhận được sự giúp đỡ của Triều Tiên trong thời chiến và sau này đã viện trợ cho nước bạn hàng chục nghìn tấn gạo. Tuy nhiên, chưa bao giờ được các nguồn chính thống thừa nhận. Nhưng các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng, Việt Nam từng đổi gạo lấy một lượng lớn tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Thực hư ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Triều Tiên là quốc gia 26,3 triệu dân, nửa bắc bán đảo Triều Tiên giáp với Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam vào năm 1950, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Vào thập niên năm 1950 và năm 1960, Việt Triều có quan hệ thân thiết do có nhiều điểm tương đồng. Cả hai nước vào thời điểm này đều bị chia cắt, cùng đang chiến đấu chống Mỹ và nhận được sự ủng hộ từ các nước như Trung Quốc và Liên Xô. Mối quan hệ Việt Triều được củng cố trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi Triều Tiên cử gần 100 phi công trẻ và sĩ quan sang học tập, huấn luyện cùng các phi công chiến đấu Việt Nam và còn trực tiếp tham gia chiến. Ngoài ra, Triều Tiên cũng giúp cho Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên vào những năm 1960 và năm 1970 và viện trợ xi măng, thép, vải, thuốc men, phân bón. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Việt Nam đi theo con đường khác với Triều Tiên. Công cuộc đổi mới được Việt Nam khởi xướng vào năm 1986 đã thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp xuất khẩu tăng 70%. Với các cải cách như chấm dứt kiểm soát giá cả và khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Triều Tiên gặp nhiều khó khăn, nhất là về năng lượng và lương thực. Triều Tiên vẫn khép kín với phần còn lại của thế giới và căng thẳng giữa Mỹ, Hàn chưa tiêu tan. Việt Nam đã nhiều lần hỗ trợ gạo cho Triều Tiên khi nạn đói nghiêm trọng xảy ra ở Triều Tiên năm 1994, năm 1998. Việt Nam viện trợ 100 tấn gạo năm 1995 và 13.000 tấn gạo năm 1997. Giai đoạn năm 2000 đến năm 2012, Việt Nam hỗ trợ Triều Tiên là 22.700 tấn gạo, 5 tấn cao su, nguyên liệu và 50.000 USD. Năm 2016, Việt Nam viện trợ lũ lụt 70.000 USD. Mặc dù quan hệ hợp tác quân sự Việt Nam-Triều Tiên hiện nay rất mờ nhạt, hầu như hiếm khi có trao đổi nào, hoặc nếu có thì nằm trong bóng tối. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia quốc tế, căn cứ vào nhiều nguồn tin khẳng định rằng, sau giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, tới những năm 1990, hai bên có một khoảng thời gian vài năm trao đổi hợp tác và xuất nhập khẩu vũ khí rất sôi động. Tháng 6 năm 1994, Bộ trưởng Quốc phòng Đoàn Khuê dẫn đầu một đoàn quân sự cấp cao đến Bình Nhưỡng để thăm chính thức Triều Tiên theo lời mời của Nguyên soái Oh Jin-woo, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, DPRK. Đến tháng 4 năm 1994, Phó Nguyên soái Cho Kwang, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Công nhân Triều Tiên và Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên dẫn đầu phái đoàn quân sự cấp cao đến Hà Nội theo lời mời của tướng Đoàn Khuê. Ngay sau chuyến thăm, theo nguồn tin ngoại giao Bắc Kinh, Việt Nam và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc mua vũ khí trả bằng hàng hóa, lương thực, thực phẩm, mà cụ thể ở đây là gạo. Lúc bấy giờ, nền kinh tế Triều Tiên gặp vô vàn khó khăn sau khi Liên Xô tan rã, rơi vào thế bị cô lập hoàn toàn từ phương Tây. Tháng 12 năm 1996, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tướng Nguyễn Thới Bưng đến thăm Triều Tiên và ký hợp đồng quốc phòng trị giá 100 triệu USD.
việc thanh toán bằng gạo trên cơ sở các điều khoản đạt được từ các cuộc hội đàm cấp cao năm 1994. Loại vũ khí mà Việt Nam mua của Triều Tiên được cho là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoa Song của Triều Tiên. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo hỏa tinh 6 do Triều Tiên phát triển trên cơ sở dòng tên lửa R-17 Elbrus của Liên Xô, hay NATO thường gọi chúng là Scud. Với hỏa tinh 6, NATO định danh chúng là Scud C hay Scud Mod C. Tên lửa hỏa tinh 6 có chiều dài 12m, đường kính hơn là 0,88m, sử dụng động cơ rocket nhiên liệu lỏng với tầm bắn ước tính là từ 500 đến 550 km, bán kính lệch mục tiêu khoảng 700 đến 1000mm. Giới quân sự quốc tế cho rằng, tính đến năm 1999, Triều Tiên đã sản xuất 600 đến 1000 hỏa tinh 6, trong đó 300 đến 500 quả được xuất khẩu do không chỉ Việt Nam mà còn có thể là cả Iran, Syria, Yemen. Ngoài tên lửa đạn đạo, Việt Nam có thể đã dùng hình thức đổi gạo để mua hai tàu ngầm mini. Yugo có lượng dặn nước toàn tải khi lặn 110 tấn, dài 20 m, rộng 2 m, lượng dặn nước đầy tải 110 tấn. Thủy thủ đoàn 4 người cộng thêm 6 lính đặc nhiệm, trang bị hai ống ngư lôi 533mm. Dù có kích thước nhỏ và công nghệ đơn giản, những chiếc tàu ngầm siêu nhỏ của Triều Tiên vẫn có thể giáng những đòn tấn công bất ngờ cho đối phương. Loại tàu ngầm này vừa có khả năng tấn công bằng ngư lôi, vừa có nhiệm vụ thả đặc công người nhái tác chiến trên biển. Tàu ngầm lớp Yugo sử dụng động cơ diesel điện, cho tầm hoạt động tối đa là 550 hải lý, 1.020 km, khi chạy ở vận tốc là 10 hải lý trên 1 giờ, 19 km trên 1 giờ, lúc nổi hoặc 50 hải lý, 94 km, khi di chuyển ngầm với tốc độ 4 hải lý trên 1 giờ, 7,4 km trên 1 giờ, độ sâu lặn lớn nhất là 120 m. Do kích thước nhỏ, động cơ chạy rất êm nên những chiếc tàu ngầm mini này có thể bất ngờ tiếp cận mục tiêu để tung ra đòn tấn công bằng tính hủy diệt. Ngoài ra thì còn có thông tin cho biết Việt Nam đã nhận từ Triều Tiên cả thiết bị lặn hay còn gọi là tàu bắn ngầm loại 1 SILC. Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu bắn ngầm ISILC chiều dài là 12,8 m, chiều rộng là 2,95 m, lượng dẫn nước là 10,5 tấn. Trang bị động cơ Johnson V8 công suất là 260 mã lực, cho tốc độ tối đa là 50 hải lý trên 1 giờ khi chạy nổi hoặc 6 hải lý trên 1 giờ khi lặn. Tầm hoạt động 200 hải lý, độ sâu lặn trung bình là 3 m, tối đa là 20 m. Tàu có khả năng vận chuyển 8 quân nhân, trong đó thủy thủ đoàn là 4 người. Do kích thước rất nhỏ nên khí tài này không được trang bị vũ khí. Tuy vậy, với lợi thế ở độ linh hoạt, dễ thao tác, tàu bắn ngầm ISILC khi kết hợp cùng tàu ngầm mini Yugo sẽ tạo ra một cặp bài trùng vô cùng lợi hại khi mang biệt kích hải quân. Triều Tiên cũng được cho là đang chế tạo ngày càng nhiều tên lửa, các tên lửa hạt nhân và thông thường. Sách trắng năm 2020 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng có 13 lữ đoàn tên lửa. Tại cuộc duyệt binh hồi tháng 10 năm 2020, 9 tên lửa đã được trình làng, bao gồm ICBM cỡ lớn và một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Ngay câu đầu tiên trong báo cáo về năng lực quân sự của Bình Nhưỡng được cập nhật vào tháng 11 năm 2020, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại CFA đã nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh tại châu Á coi Triều Tiên là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Nhưng có lẽ tuyên bố đáng lo ngại nhất trong báo cáo của CFA là Triều Tiên có thể sở hữu trên 40 vũ khí hạt nhân theo ước tính của các chuyên gia và đã thử thách thành công các tên lửa có thể tấn công Mỹ mang theo đầu đạn hạt nhân. Những quả tên lửa đạn đạo được Bình Nhưỡng phóng thử hôm 25 tháng 3 vừa qua có nhiều khả năng là loại tầm ngắn, không gây nguy hiểm với đại lục Mỹ. Tuy nhiên thì Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Washington ở Thái Bình Dương, nơi đặt nhiều căn cứ với hàng chục ngàn quân sự Mỹ, đã được báo động. Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga gọi vụ phóng kép này là mối đe dọa với hòa bình và an ninh của Nhật Bản. Trước đây, Triều Tiên đã từng có nhiều lần thử tên lửa có thể bắn đến Nhật Bản. Năm 2017, Bình Nhưỡng đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hoa Song 15 rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, theo ông David Wright, chuyên gia của Liên minh các nhà khoa học có liên quan. The Union of Concerned Scientists
nếu bay theo quỹ đạo tiêu chuẩn. Tên lửa này có thể vượt 13.000 km. Một quả tên lửa như vậy có thể bắn đến Washington DC và bất cứ nơi nào trên đại lục Mỹ, ông Ray nói trong một tuyên bố vào thời điểm đó. Dù lưu ý tầm bắn này có thể không có khả thi nếu như tên lửa được bắn đầu đạn hạt nhân nặng, các chuyên gia nhận định với những tiến bộ mà Triều Tiên đã đạt được, đặc biệt là trong chương trình hiện đại hóa với tên lửa dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ cải thiện công nghệ này vào một thời điểm nào đó. Những thông tin về vụ trao đổi gạo tên lửa đến nay vẫn chưa có thông tin đính chính xác thực hoàn toàn. Chỉ có trang thông tin Thông tấn Quân sự đã xác nhận và có bài viết về sự việc này. Quý vị nghĩ sao về phi giao dịch lạ lùng nhưng cũng kém phần độc đáo giữa Việt Nam và Triều Tiên? Hãy để lại bên dưới phần bình luận của bạn nhé! Vâng, và video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video hay và mới nhất từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.